Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lụa sẽ gửi tặng đến quý cô chú anh chị các bạn một video ngắn đố vui về tên 50 tiểu bang của Mỹ phần số 2. Vì sao là phần số 2? Bởi vì phần 1 Lụa làm cách đây vài tháng rồi. Cũng có một vài cô chú anh chị các bạn tham gia cái game đó vui và cũng có để lại bình luận là mình đúng bao nhiêu tên trong cái video đó rồi. Thì hôm nay là video phần số 2 nha. Thì tương tự như Lụa đã chia sẻ, nhiều người ở Mỹ lâu nhưng mà mình không có biết hết tên 50 tiểu bang của Mỹ. Có những tiểu bang tên rất là lạ, hoặc là có những tiểu bang mình đã biết rồi nhưng mà mình viết cũng không có đúng. Bây giờ mình chơi game này để mình thử coi mình biết nhiều hay ít hen. Đây là bản đồ 50 tiểu bang của nước Mỹ. Cũng tương tự như cũ, Lụa chọn ra 10 tiểu bang mà cái tên có thể là dài, sắp xếp lộn xộn thì mình khó sắp lại theo tên đúng, hoặc là có những tiểu bang tên rất là lạ. Thì quý cô chú anh chị các bạn hãy sắp xếp các chữ cái lộn xộn đó thành tên đúng của 10 tiểu bang của Mỹ. Mỗi tiểu bang Lụa chỉ cho quý cô chú anh chị các bạn 10 giây để mình suy nghĩ. Đối với những ai giống Lụa thì có thể cần hơn 10 giây. Mình có thể bấm dừng video và mình điền xong tên rồi mình cho chạy tiếp cũng được. Còn đối với những ai đã rành quá về 50 tiểu bang của nước Mỹ thì có thể 10 giây vừa đủ, hoặc là hơi ngắn một chút nhưng mà không sao. Game này chơi vui là chính nha. Tiểu bang đầu tiên, quý cô chú anh chị các bạn có 10 giây để mình suy nghĩ nha. Và đây là tiểu bang Colorado và tiểu bang này nằm ở đây trên bản đồ của nước Mỹ. Điểm đặc biệt của tiểu bang này là nằm ngay góc 90 độ và chỉ có bốn tiểu bang giáp với nhau thành hình chữ dấu cộng. Và có góc 90 độ thì trong đó có tiểu bang Colorado. Thì ở tiểu bang Colorado có chỗ nổi tiếng để mà mình đi du lịch, đó là Rocky Mountain National Park. Thì nhìn rất là đẹp, cũng gần gần với Yosemite của tiểu bang California. Nói chung ở Mỹ là những cái công viên quốc gia gọi là National Park là những cái nơi Lụa rất là thích, bởi vì thiên nhiên nó rất là đặc biệt, rất là đẹp. Và khi lạc vào đây rồi thì mình không tin vào mắt mình là có thể chứng kiến những cảnh đẹp tuyệt vời như vậy. Thì đây là cái nơi Lụa thấy được ở trên Internet thôi nha. Còn đi tới thì Lụa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đi du lịch từng cái tiểu bang và đến những cái địa điểm đặc biệt này. Và tiểu bang thứ hai, quý cô chú anh chị các bạn có 10 giây để suy nghĩ. Đây là tiểu bang Wisconsin và tiểu bang này nằm ở đây trên bản đồ của nước Mỹ. Nói tới tiểu bang này thì Lụa sao trên mạng thôi nha, cũng thấy là địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây có chỗ Lụa thích là Door County. Thì nhìn những cái hình ở đây rất là đẹp, rất là phù hợp để mà chèo thuyền hay là khám phá thiên nhiên như vậy. Nói chung chỗ nào Lụa thấy cũng rất là đẹp, nhiều chỗ đi lắm, mỗi tiểu bang rất là nhiều chỗ đi hoài không hết luôn, nhưng mà Lụa chỉ thấy những cái điểm đặc biệt nổi bật thì Lụa bỏ vào đây để quý cô chú anh chị các bạn cùng tham khảo thôi nha. Và tiếp theo tiểu bang số 3, quý cô chú anh chị các bạn có 10 giây. Đây là tiểu bang Arizona, nằm ở đây trên bản đồ của nước Mỹ, nằm ở góc phần tư duy nhất ở trong bản đồ nước Mỹ giống như tôi nói hồi nãy, chung với cái góc của tiểu bang Colorado. Và tiểu bang này thì tôi thấy rất là nhiều cô chú anh chị các bạn chia sẻ hình ảnh họ đi du lịch và chụp hình ở những cái chỗ nổi tiếng, đó là Grand Canyon National Park và Antelope ở Canyon. Nói chung hình nhìn rất là đẹp, giống như những cái tấm vải lụa mà mình cho nó bay phấp phới vậy đó, rất là đẹp. Và đây là tiểu bang số 4, mình cũng có 10 giây để suy nghĩ. Đây là tiểu bang Oklahoma và tiểu bang này nằm ở đây trên bản đồ của nước Mỹ. Và ở đây thì thường mình thấy trên mạng nổi tiếng có Turtle Falls Park và Wichita Mountain Wildlife Refuge. Thì ở đây cũng rất là đẹp, nhìn cũng rất là hoang sơ. Nói chung ở Mỹ Lụa thích nhất những cái nào mà thuộc về thiên nhiên, mà ở Mỹ thì đầy nơi thuộc về thiên nhiên, rất là còn hoang sơ, hoang dã. Và tiểu bang số 5, mình có 10 giây để suy nghĩ.
đây là tiểu bang Maine, và Maine nằm ở đây, có chút xíu thôi, ở bên bờ đông. Và đối với tiểu bang này thì Lụa thấy cũng rất là nhiều chỗ đẹp, và chỗ nổi bật Lụa thích chia sẻ đó là Acadia National Park và Pearl Harbor. Nói chung cảnh họ chụp trời nó đẹp như là ở trên thiên đường vậy. Công nhận nước Mỹ rộng lớn và mỗi chỗ đều có những cái nét đẹp đặc biệt, đẹp đẹp và cực đẹp cực kỳ luôn. Nếu mà ở Mỹ không mà đi du lịch trên nước Mỹ không thì cũng đủ là hết đời luôn. Thành ra quý cô chú anh chị các bạn sắp xếp được thì mình sẽ tranh thủ thời gian tận hưởng cuộc sống ở những cái nơi đẹp trên nước Mỹ. Và tiếp theo là tiểu bang số 6. 10 giây bắt đầu. Đây là tiểu bang Georgia, và Georgia thì nằm ở đây, cũng bên bờ đông của nước Mỹ. Và ở Georgia thì mình có hai nơi Lụa thấy đặc biệt nổi bật ở trên mạng, đó là Tallulah Georgia State Park và Rock City. Thì những cái chỗ Lụa chia sẻ bằng quan điểm cá nhân của Lụa thôi nha. Lụa rất là thích thiên nhiên, thành ra những cảnh Lụa chia sẻ vẫn rất là gần với thiên nhiên. Và tiểu bang số 7 cũng hơi dài. Mình có 10 giây để suy nghĩ. Tiểu bang này là Connecticut. Nằm ở đây trên biển đồ của nước Mỹ thì cái tiểu bang này nó có chút xíu thôi. Đúng là ở Mỹ có những cái tiểu bang bự to lớn gấp nhiều lần cái bản đồ của Việt Nam mình. Đang nói từng tiểu bang nha quý cô chú anh chị. Tuy nhiên cũng có những cái tiểu bang rất là nhỏ xíu, thì Connecticut là một trong những tiểu bang nhỏ xíu ở bên bờ đông. Và nói tới Connecticut thì mình thấy có Connecticut Shore hoặc là Đại học Yale University ở New Haven. Thì cái này á, là mình thấy trên phim ảnh nó rất là nói nhiều lần là Đại học Yale là đại học nổi tiếng, đại học danh giá. Đây là khung cảnh của Đại học Yale ở tiểu bang Connecticut. Và tiểu bang số 8 cũng hơi lạ lạ. Mình có 10 giây. Đây là tiểu bang Delaware. Và Delaware thì nó còn nhỏ hơn nữa, nó có chút xíu ở bên bờ đông luôn. Nói chung những cái tiểu bang bên bờ đông của nước Mỹ là những cái tiểu bang thành lập đầu tiên, những cái nơi thành lập đầu tiên của nước Mỹ, từ từ mới mở rộng dần 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 sang bờ Tây. Thành ra những cái tiểu bang bên bờ đông của nước Mỹ nó nhỏ xíu, đa số là nhỏ xíu. Và ở tiểu bang này thì Lụa thấy nổi tiếng trên mạng có Bombay Hook National Wildlife Refuge. Thì ở đây có những cái chỗ mà người ta bảo tồn rất là nhiều loại động vật thiên nhiên hoang dã. Nhìn điểm này nó cũng khác đặc biệt, đẹp khác biệt so với những tiểu bang khác. Nói chung chỗ nào Lụa coi Lụa cũng ghiền hết, chỉ là chia sẻ ở đây cho quý cô chú anh chị coi những cái nơi nào mà Lụa thấy thích thôi. Và mỗi tiểu bang nó có nhiều nơi để đi hơn nữa, chứ không phải là những cái nơi này Lụa chia sẻ không, mà Lụa chỉ chia sẻ cái nào mà Lụa sờ bằng mắt, Lụa thích thì Lụa chia sẻ lên để quý cô chú anh chị các bạn tham khảo. Và tiếp theo tiểu bang số 9 cũng khá là dài, mình có 10 giây để suy nghĩ xem đây là tên của tiểu bang nào nha. Đây là tiểu bang Washington, thì tiểu bang này Lụa nghĩ rất là quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, thành ra đa số nhiều người biết tới tên tiểu bang này rồi. Tuy nhiên mình để lộn xộn thì để mà thử mắt nhìn coi có nhanh tai lẹ mắt không. Thì đối với tiểu bang Washington thì đa số mình biết nằm ở đây trên bản đồ của nước Mỹ là trên California, Oregon rồi tới Washington. Thì nếu mà nói tới Washington thì địa điểm du lịch nổi tiếng thì tùy theo mỗi người. Tuy nhiên Lụa chia sẻ theo góc nhìn của Lụa gồm có những điểm như sau. Điểm mà Lụa thích khi mà Lụa cũng chỉ du lịch qua Internet thôi, đó là Hurricane Ridge Olympic National Park thì rất là đẹp. Nói chung Lụa ghiền nước Mỹ, nhất là về thời tiết rất là trong lành mát mẻ. Hai là những cái National Park của nước Mỹ rất là đẹp, rộng lớn, nguy nga tráng lệ, mỗi chỗ mỗi nét đẹp riêng. Và tiếp theo còn một tiểu bang cuối cùng. Mình có 10 giây để đoán xem tiểu bang này là tiểu bang nào.
Và đây là Wyoming, thì tiểu bang này đối với lụa nha là hơi lạ, tại vì thường lụa cũng không có nghe tới tên tiểu bang này nhiều, chủ yếu là nghe Washington, Oregon, California, Florida, Texas, những cái tiểu bang giống vậy thôi. Còn Wyoming thì lụa rất là ít nghe, và Wyoming thì nằm đây trên bản đồ của nước Mỹ cũng là một tiểu bang rất là lớn. Và ở Wyoming thì có Bighorn National Forest cũng rất là đẹp. Mỗi chỗ có nét đẹp riêng ha. Mỗi lần mà lụa đưa hình thì thấy mỗi chỗ có những cái nét đẹp riêng. Và có một nơi rất là nổi tiếng mà rất là nhiều người muốn đi, đó là Yellowstone National Park. Rồi như vậy đây là 10 tiểu bang của nước Mỹ trong cái phần đố này. Quý cô chú anh chị các bạn mình đoán được bao nhiêu câu? Và tên tiểu bang nào quý cô chú anh chị các bạn thấy là khó đoán nhất? Nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận để mình cùng nhau chia sẻ nha. Tại vì mỗi người có một cái trải nghiệm riêng, góc nhìn riêng, thành ra có những cái mình biết và có những cái mình chưa biết, mình chia sẻ góc nhìn với nhau thôi. Kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn dồi dào sức khỏe và niềm vui. Nếu thích video này thì hãy để lại bình luận để Lụa biết là mình nên làm tiếp 10 tiểu bang tiếp theo nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.